Kính chào chúng tôi trở lại với lại phần 3 của cuộc phỏng vấn kỳ này ở vào ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc với lại cựu đại sứ Bùi Diễm để bàn một số vấn đề có liên quan đến sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ hiện nay và vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ sau 2 năm của thời Tổng thống Donald Trump ở tại White House. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói hiện nay cái nhìn chung, cái nhìn tổng quát của Hoa Kỳ về cái thế mà cường quốc ấy, thì vấn đề quân sự nó như thế nào vậy thưa ông, bên cạnh vấn đề chính trị? Cho đến nay thì chúng ta vẫn thấy rằng thì là Hoa Kỳ ở một cái thế khá vững chắc về mặt quân sự. Và người ta phải nhận định rằng Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng là một cái cường quốc đứng về phương diện quân sự. Trong cái năm vừa qua và những năm sắp tới thì người ta đã thấy rằng thì là ông Trump chủ trương nghĩa là nâng cao cái ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ hơn 700 tỷ về ngân sách của Bộ Quốc phòng. Nhưng mà cũng có người thì đưa ra vấn đề là mặc dầu bây giờ ông Trump mới đưa ra những cái đề nghị để mà nâng cao ngân sách quốc phòng. Nhưng mà cái tình trạng nước Mỹ về vấn đề quốc phòng trong mấy năm vừa qua cũng có vẻ nghĩa là còn nhiều thiếu sót. Đặc biệt là khi người ta thấy rằng thì là Trung Cộng đã để dành những nhân quản rất lớn và cố gắng trong những năm vừa qua tăng cường những lực lượng quân sự của họ ở khắp nơi và đặc biệt ở cái trong cái gọi là cái khu vực Biển Đông. Thế nhưng mà nếu mà nói trở về một cách chung chung thì nếu mà không nói tới vấn đề mà quốc phòng và vấn đề quân sự nữa, tạm đặt sang một bên và tạm đặt sang cả những cái lời yêu lời ghét của người này người khác đối với ông Trump thì chúng ta cũng phải nhận xét rằng cái khuynh hướng của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ về mặt quốc phòng cũng như về mặt khác ấy, thì nếu mà nói một cách khách quan ấy, thì cũng phải thấy rằng thì là nước Mỹ đã từ chối hết cả gần như hết tất cả những cái liên hệ mà có thể nói là đồng minh với nhiều nước. Đối với Âu Châu thì như chúng ta đã biết ông ấy chê nhiều nước kể cả nước Đức và bà Merkel và những nước khác là không đóng đủ tiền để mà vào vấn đề quốc phòng để mà có thể nói rằng thì là có một cái gọi là một cái sức mạnh về phương diện công chế ở Âu Châu. Ông ấy chê Nhật Bản và ông chê Nam Hàn là nước Mỹ đã chi tiêu nhiều quá về cái sự có mặt của những quân đội Mỹ ở Nhật Bản hay là ở Nam Hàn và ông ấy cho rằng thì là ví dụ như hai nước đó không có đóng góp cho được đầy đủ về cái vấn đề quốc phòng. Thành thử ra trở lại cái câu hỏi của anh về vấn đề mà quân sự đó thì trong khi ông ấy chỉ trích tất cả những cái nước mà tôi vừa mới nêu ra đó, ông ấy cũng không có nghĩa là chủ trương trở lại trong cái vấn đề mà nâng cao, không những là cái vấn đề ngân sách quốc phòng mà nâng cao những cái sự cố gắng về mặt có thể nói rằng là kỹ thuật trong cái vấn đề mà những cái khí giới tối tân của Mỹ hay là những cái vấn đề trên mạng thì người ta cho rằng thì là về vấn đề quốc phòng và vấn đề quân sự như vậy là còn có nhiều thiếu sót lắm. Đặc biệt là khi mà chúng ta trở về tới cái vấn đề mà sự tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng không những ở
trong vấn đề Biển Đông mà ở những nơi khác trên thế giới. Bởi vì rằng thì Trung Cộng bỏ ra rất nhiều, có thể nói rằng thì là tiền nong và các cố gắng khác để mà nâng cao cái vai trò của Trung Cộng, không những ở miền Á Châu mà còn ở khắp những nơi khác trên thế giới. Như vậy cái nhận định của ông như thế nào? Hiện nay Trung Cộng ở Phi Châu, Trung Cộng ở Nam Mỹ và Trung Cộng ở tại Biển Đông, thì ông theo cái nhận định của ông như vậy thì hiện nay Hoa Kỳ không có nhiều ảnh hưởng bằng Trung Cộng. Cái thì đúng là bởi vì thì là Trung Cộng bỏ ra hàng tỷ, nghĩa là Mỹ Kim, để mà có thể nói rằng thì là chủ trương cái vấn đề mà người ta nói là thì là vòng đai và đại lộ đó. Thì trong khi mà Trung Cộng bỏ ra hàng tỷ đô la, không những ở Trung Cộng mà ở tất cả ở Phi Châu mà ở tất cả những các nước khác nữa, thì Hoa Kỳ chỉ mới đề nghị vài trăm triệu đô la để mà giúp đỡ những các nước khác ở trong vùng Á Châu để mà nâng cao cái gọi là cái khả năng đứng về phương diện kinh tế cũng như với quân sự. Thì cái sự so sánh một vài trăm triệu với cái hàng chục tỷ của Trung Cộng mà bỏ ra đó, thì người ta thấy rằng có cái sự chênh lệch mà có thể nói rằng đưa lại những cái kết quả không lý gì làm nghĩa là khả quan cho lắm. Nếu mà nước Mỹ cứ tiếp tục mà nghĩa là coi nhẹ cái vấn đề, có thể nói rằng thì là cạnh tranh với lại Trung Cộng trong lĩnh vực Biển Đông hay là trên chính trường quốc tế. Nhưng mà thực tế thì ở Biển Đông có rất là nhiều cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ hiện diện nơi đó, thì cái nhận định của ông như thế nào về vấn đề Biển Đông? Trước hết ấy, thì trước khi nói tới vấn đề Biển Đông ấy, thì chúng ta phải nói tới cái vấn đề thái độ nói chung của nước Mỹ trong cái vấn đề đối phó với Trung Cộng. Chúng ta đã thấy là ông Trump thì nhiều khi cũng có những cái thái độ tùy hứng. Lúc trước mà ông Tập Cận Bình đi sang thăm ông Trump ở Florida thì ông Trump vui mừng lắm. Và sau khi mà ông Trump đi qua Bắc Kinh được ông Tập Cận Bình tiếp đãi một cách đàng hoàng thì ông Trump lấy rất lấy làm vui mừng và cho rằng thì là ông Tập Cận Bình là một người bạn. Nhưng mà gần đây thì nghe chừng là cái vấn đề, nghĩa là chiến tranh thương mại, thì ông Trump lại có vẻ như rằng thì là thay đổi thái độ, bảo rằng không phải là bạn nữa. Thành thử ra trở lại vấn đề nói chung, mối liên hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ là một cái vấn đề đã làm cho có thể nói giới chính trị Hoa Kỳ và những người có thể nói chú tâm đến vấn đề đó ở trên khắp thế giới luôn luôn đặt vấn đề Hoa Kỳ phải đối phó làm sao với cái vấn đề đi lên của Trung Cộng, không những riêng gì ở Biển Đông mà có ở những nơi khác nữa. Trong cái giới thân cận của ông Trump có những người cộng sự gọi là cố vấn như là ông Navarro, nghĩa là tuyệt đối chống Trung Cộng. Thế mà không phải là riêng gì cái ông Navarro đó. Hiện nay cái bầu không khí trong cái chính giới Hoa Kỳ, báo chí, truyền thông, quốc hội Hoa Kỳ, người ta cũng chống Trung Cộng nhiều lắm. Thành thử ra cái chiều hướng hiện nay là một cái chiều hướng cứng rắn của ông Trump được các giới trong quốc hội Hoa Kỳ, những các giới trong chính trị, trong chính giới Hoa Kỳ cho rằng hợp với lòng dân. Thành thử ra thì là cái thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ sẽ có thể nói rằng thì là một vấn đề lớn trong cái năm tới. Người ta sẽ dò xét, người ta sẽ suy luận là
ông Trump sẽ đối xử với Trung Cộng làm sao trong vấn đề chiến tranh thương mại và mậu dịch. Yeah.